Chào các bạn, với tao đó Journal. Thì hôm nay trước khi đi vào cái chủ đề là Random Message, là cái mối quan hệ đó, người đó, hoặc là cái nói chung là nói về chủ yếu là về mối quan hệ chúng ta có lá kỳ si tiền á, thì mình sẽ nói là chủ đề là sẽ là cái mục đích hoặc là cái mối quan hệ đó nó đến với bạn vì điều gì. Thì mình không phải là mình nói là người ta đến với bạn vì điều gì, mà là cái mục đích, cái bài học của một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là của cái người nào đó dạy bạn, hoặc là dành cho bạn, hoặc là ý nghĩa của họ đến với cuộc đời bạn là gì. Thì mình cũng có một cái thông báo đó là trong tháng 10 này á, thì đây là cái video clip mà mình sẽ đăng theo kiểu là random message. Thì mình sẽ đăng là trong cho kênh Tarot Channel, thì định kỳ mỗi tuần thì mình vẫn đăng, nhưng mà những cái clip liên quan đến dự báo tổng quan về tình cảm, về công việc cho tuần, cho tháng, thì trong thời gian tới mình sẽ đăng ở bên kênh khu vườn nhỏ của Andy. Thì rất là mong những bạn các bạn theo dõi kênh Tarot Channel thì trong thời gian tới á, thì sẽ ủng hộ mình trong cái kênh khu vườn nhỏ của Andy. Thì mỗi lần mình đăng những cái clip về dự báo tổng quan thì mình sẽ đăng một cái thông báo ở trên kênh, ở trên cái tab cộng đồng, để cái link ở bên đó. Thì nếu mà các bạn yêu thích hoặc là yêu thương mình á, thì hãy sang kênh khu vườn nhỏ của Andy xem giúp mình, cũng như là nếu nếu cảm giác mình đúng, cảm giác vẫn vẫn ổn, thì hãy cho mình một lượt đăng ký. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Các bạn hãy chọn cái tụ bài mà các bạn cảm giác ưng ý nhất. Thì ở đây mình có là tụ 1 viên đá màu xanh lá cây, tụ 2 viên đá màu đỏ, tụ 3 viên đá màu xanh da trời. Thì các bạn chọn tụ bài hoặc là viên đá thu hút các bạn nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài ở tụ 1, viên đá màu xanh lá cây. Đối với những bạn chọn tụ 1 viên đá màu xanh lá cây, chúng ta có lá Hierophant, chúng ta có lá vua gậy, và chúng ta có lá kỵ sĩ tiền. Thì đối với những bạn chọn tụ 1 mà hỏi là người đó hoặc là mối quan hệ đó có ý nghĩa gì hoặc là dạy bạn bài học gì, thì đầu tiên á, thì mình cảm giác là trong cái lá Hierophant đó, thì cái điều mà họ đến trong cuộc đời của bạn, mình cảm giác là mang đến một cái mùa xuân, mang đến những cái cảm xúc, mang đến những cái điều mà mình không dám nói đó là niềm vui, nhưng mà nó là một cái gì đó mà xen lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Bởi vì mình cảm giác là trong cái lá hai rít ở đây nè, khi bạn nhìn vào á, bạn sẽ thấy kiểu như là người phụ nữ này họ nhìn về quá khứ, họ nhìn về những cái cũ. Thì mình không nói mối quan hệ này, mình không biết là ở quá khứ hay hiện tại, kiểu giống như là cái mình chỉ biết một điều, đây là một cái mối quan hệ thôi. Thì đối với mình, cái mối quan hệ này hoặc là cái người này họ đến với bạn ở một cái thời điểm nào đó mà mình thấy được kiểu giống như là cái tình cảm của họ dành cho bạn, nó là một cái gì đó bạn thấy nó cũng đẹp. Cái mối quan hệ giữa họ và bạn nó cho bạn một cái cảm giác nào đó rất là đặc biệt, có sự lưu luyến, có sự luyến tiếc, có những cái gì đó mà mình nói là cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ở đây cái lá vua gậy á, mình cảm giác giống như là đôi khi mình thấy bạn cũng muốn đi tiếp, bạn cũng muốn tiến tới, bạn cũng muốn phát triển cái mối quan hệ đó lên, nhưng vì một cái lý do nào đó, nó có thể liên quan nhiều đến gọi là tính cách, liên quan đến quan điểm về cuộc sống, kiểu giống như là về quan điểm cuộc sống của họ, giống như là họ sống về danh vọng, địa vị, về tiền bạc, hoặc là họ sống chỉ thiên về tình cảm, còn bạn là cái khía cạnh còn lại hoặc là đối lập lại. Mình cảm giác hai bạn á, từ xưa nó đã có nhiều cái gì đó chung chung với nhau rồi chứ không phải là không, nhưng mà mình cảm giác như vì lý do gì đó nên không tiến được với nhau. Và cái lá vua gậy ở đây á, nó cho mình cảm giác giống như là con ngựa. Cái người này nè, bạn nhìn vào con ngựa bạn cảm thấy được á, bạn có thể nhìn thấy được á, đó là con ngựa nó nhiều khi nó không có muốn đi tới, và con cái người này họ đang muốn thúc nó, tất nhiên là có một cái sự không hòa hợp nào đó. Và mình cảm giác giống như là trong cái bài học của cái tụ một này á, mình cảm giác đó giống như là có những điều gọi là khó mà kiểu giống như là thực hiện được, hoặc là có những điều mà không phải là muốn là làm được. Mình thấy cái trong cái câu lời dẫn ở đây, như là at the center of your being you have the answer, you know who you are and you know what you want. Thì mình cảm giác cái câu đó nó rất là kiểu giống như là
ở trong chính cái con người của bạn, hoặc là ở trong tâm của bạn á, thì bạn đã có được câu trả lời rồi. Bạn cũng biết bạn là ai, bạn cũng biết bạn bạn muốn cái gì. Thì mình cảm giác cái câu này nó giống như cái lời khuyên theo kiểu là mày biết rõ cái câu chuyện, mày biết rõ được cái lý do tại sao cái mối quan hệ này nó tới được, nó tới được hoặc là nó không tới được với nhau. Mày biết rõ được họ là ai, mày biết rõ được mày là ai, mày biết rõ được mọi câu chuyện. Thì cái điều mà họ dạy mày, tức nghĩa là cái điều giúp mày nhận ra được mà bản chất mày là ai, bản chất của mọi thứ là gì. Và mình cảm giác được trong cái tụ một này, cái sự luyến tiếc của cái mối quan hệ này nó rất là nhiều. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với các bạn, nhưng mình cảm giác giống như là cái điều mà bạn học được, cái điều mà bạn trưởng thành học, bạn đã trải qua, nó giúp cho bạn trưởng thành. Tuy nhiên mình cảm giác cái lá kỵ sĩ tiền ở đây, mình vẫn cảm giác bên trong bạn nó có một cái gì đó nó còn vướng lại, nó không được bung xõa ra. Mình cảm giác giống như là nhiều khi các bạn vẫn đang bước tiếp với cuộc sống của các bạn một cách bình thường, nhưng đâu đó trong tâm các bạn đôi khi các bạn vẫn còn những cái luyến tiếc, vẫn còn những cái gì đó buồn phiền, hoặc là cảm giác một cái tuổi nào đó. Và mình cảm giác giống như là khi mà nhìn lại câu chuyện của những bạn chọn tụ một á, mình thấy kiểu giống như là mình cảm giác giống như là các bạn đôi khi các bạn vẫn muốn viết tiếp một câu chuyện nào đó cho cuộc đời của mình, nhưng các bạn bởi vì là các bạn trải qua quá nhiều chuyện nên các bạn kiểu như là vừa muốn viết tiếp, vừa muốn không viết tiếp, vừa nghĩ về những cái cũ và cảm giác giống như là đôi khi mọi thứ đã qua rồi và ta không lấy lại được. Và mình cảm giác cái lời khuyên của cái lá thứ hai đó là self confidence is the first requisite to great undertaking. Mình cảm giác giống như là cái mình cảm giác cái câu đó mình không có hiểu nó theo kiểu là khuyên bạn nên tự tin hoặc là khuyên bạn nên kiểm soát cái sự tự tin, mà giống như là mọi một cái quyết định nào đó mình cảm giác giống như là nếu bạn đã chọn, mình đã thực hiện thì tại một cái thời điểm nào đó thì đó là một cái sự trưởng thành, đó là một cái điều gì đó mà bạn tự biết được. Còn kiểu giống như là đến một lúc nào đó khi mình nghĩ lại về một câu chuyện nào đó thì mình sẽ có một cái cách nhìn, một cái quan điểm nào khác ở một cái khía cạnh khác mà trước khi mà chúng ta đã trải qua nó rồi. Thì đó là cái thông điệp của tụ số 1. Mình sẽ chuyển sang tụ số 2, viên đá màu đỏ. Đối với những bạn chọn tụ số 2, viên đá màu đỏ, thì chúng ta có lá judgment, lá một tiền, lá kỵ sĩ tiền. Thì đối với những bạn chọn tụ 2 mà hỏi là thông điệp mà người này đến với bạn có ý nghĩa gì trong cuộc đời, hoặc là có, thì điều mà mình cảm giác đầu tiên là cái lá bài chất mình nó cho mình cảm giác giống như là họ đến. Mình nghĩ là trong hai bạn, trong cái mối quan hệ giữa hai bạn, một trong hai người có một người tại thời điểm đó đã không yêu thật lòng hoặc là đã không yêu hết mình. Mình cảm giác là cái lá chất mình ở đây nó sẽ kiểu giống như là nó đến vì cái duyên, vì cái nợ nào đó hai người đến với nhau trong thời điểm đó. Và mình cảm giác là khi mà cái mối quan hệ này nó đến á, có một bên chưa sẵn sàng nên mình mới nói, hoặc có một bên chưa sẵn sàng hoặc là một bên chưa thật sự chín chắn và trưởng thành, thành ra mình mới nói là có một bên không có yêu hết mình hoặc là không có yêu hết lòng. Cái điều mà họ để lại hoặc là cái điều mà họ dạy cho bạn đó là cái giá trị của bản thân các bạn á. Mình cảm giác giống như là cái giá trị đó là gì? Cái giá trị đó nó là dạy các bạn biết cách là hãy yêu người khác, hoặc là hãy biết cách tự bảo vệ bản thân các bạn. Mình không nói ở đây là bạn có lỗi hay người kia có lỗi, chỉ là cái bài học mà họ dành cho bạn, hoặc là họ đến họ dạy các bạn, đó là để các bạn hiểu được là cái gì nó cũng có một cái giá. Mình cảm giác bên trong của các bạn có một cái sự tổn thương, và mình cảm giác một tiền ở đây, các bạn nhìn cái khung cảnh ở đây trong cái lá bài, các bạn có thể thấy được đó là mọi thứ nó đều rất là đẹp đẽ, chỉ là mình cảm giác như là đôi khi cái cảnh với cái tâm nó không có hợp với nhau. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là trong những cái câu chuyện của các bạn, mình cảm giác giống như là những cái gì nó đã trải qua, thanh xuân đã trải qua, cái tình cảm đã trải qua, những cái gì nó đã trải qua vốn dĩ hoặc là vốn mọi thứ nó cũng sẽ tiếp tục thôi. Tức nghĩa là dù bạn có đau buồn về cái mối quan hệ này hay bạn không đau buồn về cái mối quan hệ này thì thời gian vẫn tiếp tục trôi, nước vẫn tiếp tục giống như là nước vẫn tiếp tục chảy, thời gian vẫn tiếp tục đi qua và mọi thứ nó vẫn tiếp tục sống, con người vẫn tiếp tục hoạt động. Còn chỉ có bạn là còn mắc kẹt lại trong một cái mối quan hệ hoặc là trong một cái chuyện nào đó. Mình cảm giác cái lá kỵ sĩ tiền ở trong cái câu chuyện của ba lá bài này nó khác với tụ một, nó khác ở chỗ đó là bạn đã biết cách cân bằng lại cuộc sống bạn rồi, bạn đã biết cách chọn bỏ qua câu chuyện cũ để bạn bước tiếp. Nhưng đâu đó trong cái tâm của các bạn, nếu bạn nhìn cái lá chất của mình, bạn sẽ thấy nó rất là đen tối, nó rất là u ám, nó rất là lẻ loi. Và mình cảm giác là cái điều mà các bạn muốn á,
là một cái gì đó nó khác đi. Các bạn muốn có một cái gì đó nó mới, các bạn đôi khi luyến tiếc về cái cũ. Luyến tiếc ở đây nó không giống của tụ một. Luyến tiếc ở đây là bạn luyến tiếc những cái gì nó đã xảy ra. Bạn cảm giác giống như là giá như, nếu như ngày xưa như thế này thì câu chuyện nó đã khác đi. Và mình cảm giác giống như là trong cái lời khuyên của lá bài này, nó là The universe is a transformation. Our life is what our heart make it. Tức nghĩa là cái câu này nó nghĩa là vũ vũ trụ á, luôn luôn là một sự xoay chuyển, và cuộc sống của chúng ta là những cái gì mà những cái suy nghĩ của chúng ta giống như là nghĩ về nó, hoặc là cuộc sống của chúng ta như thế nào là do suy nghĩ của chúng ta. Thì mình cảm giác cái câu lời khuyên này nó theo kiểu giống như là nếu bạn vẫn còn hướng hoặc là đâm đầu vào những cái cũ, những cái gì không còn thuộc về các bạn, hoặc các bạn vẫn chỉ hướng vào những cái gì nó đã từng, những cái gì còn thuộc về quá khứ, thì bạn mãi mắc kẹt trong quá khứ. Còn nếu bạn hướng suy nghĩ của bạn về tương lai thì nó giống như cái bức tranh, một cái bức chuyển màu mà các bạn nhìn thấy ở đây, thì các bạn sẽ hướng về được cái tương lai, hướng về những cái mới, hướng về những sự thay đổi. Thì mình cảm giác cái thông điệp của tụ hai nó rất là rõ ràng, và cái điều người này họ dạy bạn đó là như mình nói, đó là giá trị của cuộc sống, giá trị của việc gọi là yêu thương bản thân các bạn. Thì đó là thông điệp của tụ số 2. Mình sẽ bắt đầu chuyển sang thông điệp của tụ số 3, viên đá màu xanh da trời. Chúng ta có lá The World, lá sáu cốc và lá kỵ sĩ tiền. Đối với những bạn chọn tụ số 2 á, thì chúng ta cái thông điệp hoặc là cái điều mà họ mang đến cho bạn đó là gì? Đó là mình cảm giác giống như là trong cái mối quan hệ giữa hai bạn nó luôn có những cái điểm khác biệt. Mình cảm giác trong lá The World và trong lá sáu cốc, cái sự khác biệt này đó là gì? Đó là một cái mối quan hệ mà người ta mang đến, giống như mình cảm giác giống như là hai người hơi, cái mối quan hệ nó không có hợp á, nó có những cái sự trật duột nhất định nào đó, và mình cảm giác giống như là càng đi chung thì các bạn càng nhận ra cái mối quan hệ này nó không thực sự thuộc về các bạn. Và mình cảm giác giống như là khi đến một cái thời điểm, một cái giai đoạn nào đó, cái mối quan hệ này mình nghĩ nó đã kết thúc rồi, bởi vì mình cảm giác là cái điều mà các bạn còn còn vướng hoặc là cái điều mà họ họ để lại đó là một cái khoảng trống, một cái vết cắt. Mình cảm thấy giống như là nếu mà tiếp tục chọn cái mối quan hệ này hoặc là tiếp tục còn đi chung với cái mối quan hệ này thì cái điều mà bạn có chỉ là tổn thương, chỉ là những cái cũ thôi. Và mình cảm giác cái điều mà người này họ dạy bạn đó là gì? Cái điều mà họ dạy bạn đó là mình cảm giác giống như là bản thân bạn đôi khi mình cảm giác tại thời điểm đó bạn chưa thực sự mạnh, chưa thực sự đủ quyết đoán, chưa thực sự trưởng thành. Trưởng thành ở đây mình không giống như trưởng thành của tụ 1, tụ 2. Trưởng thành ở đây tức nghĩa là bản thân bạn chưa thực sự trưởng thành trong cuộc sống, trong cái cách sống của các bạn, chứ không phải trưởng thành trong tiền tình yêu. Bởi vì mình vẫn cảm giác là những bạn chọn tụ 3 là những người thật sự có một cái trái tim rất là nhiều tình yêu, đông đầy tình yêu. Và mình cảm giác là trong các bạn có nhiều thứ, nhiều khi các bạn nghĩ ngày xưa nếu bản thân tao là một người mạnh mẽ hơn, một người yêu hết mình, thì tại sao cái người kia họ lại không như vậy? Hoặc là mình cảm giác giống như là trong cái lá The World này nó theo kiểu giống như là bạn đã từng đặt tình cảm hoặc là tình yêu hoặc là một cái gì đó rất là nhiều vào một cái người, một cái ai đó, để cuối cùng khi mà các bạn cái mối quan hệ này kết thúc hoặc là người đó ra đi, bạn cảm giác mọi thứ nó giống như là cái căn nhà màu đen ở đây, tức nghĩa là nó không còn gì nữa hết. Mình cảm giác tới cái việc mà ở lại cái căn nhà này cũng là cái điều mà các bạn không muốn và các bạn muốn đi. Thành ra mình cảm giác giống như cái thông điệp của tụ ba nó kiểu như là cái điều mà họ để lại là một cái sự mất mát. Cái bài học họ để lại cho bạn đó là một cái việc gọi là phải phải tự hoàn thiện bản thân hơn, phải tự đối mặt với những cái khó khăn. Và mình biết cái bài học của những bạn chọn tụ ba là cái bài học nó lớn nhất, nó nặng nhất trong những cái bài học mà đã từng xảy ra trong ba tổ. Và tại vì cái là The World đang theo kiểu giống như là tất cả những cái điều Adam có, tất cả những cái Caesar có thể, bạn cũng có thể làm, có thể xây dựng. Vì thế bạn hãy tạo nên một cái thế giới của riêng bạn. Thì mình cảm giác giống như là nếu cái thông điệp của tụ ba này đúng á, đúng như mình nghĩ, thì đó là gì? Đó là bạn đã từng mất đi một cái gì đó lớn, bạn đã từng cho đi một cái gì đó nhiều, nhưng cái điều mà người người đó dành cho bạn, cái bài học mà cuộc sống dành cho bạn đó là gì? Đó là hãy tạo dựng một cái thế giới, một cái cuộc sống, hoặc là hãy xây dựng một cái gì đó nó thuộc về bạn. Cái gì nó thuộc về bạn nó sẽ ở cạnh bạn và nó sẽ cho bạn cái năng lượng. Hoặc là những cái gì mà bạn đã từng mất mát, bạn có thể xây dựng lại, bạn có thể tạo ra lại. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn có tin là bạn tạo ra được hay không, hay là bạn chọn cách là bỏ qua nó, hoặc là phớt lờ nó, hoặc là quên đi nó. Cái lá kỵ sĩ tiền ở đây nó giống như
nó giống như một cái tín hiệu theo kiểu giống như là nếu mày vẫn còn mắc kẹt ở trong đó, mày không biết chủ động bước ra, mày không tin là mày có thể làm được, thì cuối cùng mày cũng sẽ không thể làm được cái gì. Và cái thông điệp của tụi bài này theo kiểu đó là hãy cố gắng tập trung, hãy cố gắng vững tin, đừng có mất hy vọng. Chỉ cần mày còn niềm tin thì chắc chắn mày sẽ có mọi thứ. Thì đó là cái thông điệp cuối cùng của tụ số 3. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì mỗi tuần thì như mình nói là mình vẫn cứ tiếp tục đăng cái thông điệp Random Message ở trang Tarot Journal từ tháng 10. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ đăng những cái mục mà dự báo á, thì mình sẽ về công việc và tình cảm thì mình sẽ chuyển sang kênh khu vườn nhỏ của Andy. Thì rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký và xem giúp mình ở trên bên kênh bên kia nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.